Thì phần tiếp theo đối với cái cách mà tính trung bình mẫu với độ lệch chuẩn mẫu đối với cái dữ liệu phân lớp đó, thì khi mà cái đề nó cho một cái bảng mà có dữ liệu phân lớp, thì bây giờ mình muốn bấm máy tính tính cái giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu đó, thì ở đây mình phải tính giá trị đại diện của mỗi lớp. Thì nếu như mỗi lớp mà nó có hai cái giới hạn trên giới hạn dưới, tức là mình gọi cận trên cận dưới cho nó ngắn gọn, thì mình chỉ cần lấy hai cái điểm cận trên cận dưới cộng lại chia 2 là nó sẽ ra được cái giá trị đại diện. Chẳng hạn như ở chỗ này cái từ 10 18 đến 20 thì mình cái giá trị đại diện của nó là mình sẽ lấy là ở đây mình sẽ thêm một cái cột giá trị đại diện vô. Giá trị đại diện. Giá trị đại diện. Không. Thì ở đây là từ 18 đến 20 thì mình lấy giá trị chính giữa đó là 19. Không. Thì ở đây 18 20 mình lấy 18 cộng 20 đó. Không, 10 18 nè cộng cho 20 nè. Đấy, rồi chia làm 2 thì nó ra 19. Và tương tự vậy thì chỗ này mình lấy 20 cộng cho 22 chia 2 thì nó ra là 21. Rồi chỗ này là 23. Rồi chỗ này là 25. Rồi chỗ này là 27 thôi, 27 và chỗ này là 29. Như vậy thì muốn tính giá trị trung bình mẫu đó thì mình sẽ dùng cái menu 61 ở trong máy 580 nè. Và khi mà mình nhập cái giá trị chỗ x này đó, mình nhập giá trị đại diện của lớp vô. Đấy, thì ở đây là mình đã nhập hết giá trị chưa? Đấy, 29 thôi phải không? Rồi sửa tần số lại nè, sửa tần số lại. 3 rồi 4 14 33 27 19. Đấy, sau khi mình nhập dữ liệu xong bấm AC. AC bây giờ mình sẽ bấm option mũi tên xuống. Số 2. Số 1 là trung bình mẫu. Nó là 25,68 không? 25,68. Và độ lệch chuẩn mẫu thì ở đây mình bấm option mũi tên xuống số 2. Độ lệch chuẩn mẫu là mình chọn số 5 SX nha. Đấy, bằng 2,4490. 2,4490. Thì độ lệch chuẩn mẫu của mình nó sẽ là 2,4490. Và mình có thể kiểm tra lại coi cái kích thước mẫu nó là bao nhiêu ha. Kích thước mẫu bao nhiêu thì bấm option nè. Mũi tên xuống. Số 2, số 6 là kích thước mẫu là n bằng 100, mình có thể thêm gọi là cỡ mẫu. Cỡ mẫu. N bằng 100. Thì đó là cái máy tính 580, bây giờ 570 thì mình cũng thực hiện tương tự. Bây giờ tôi bấm mẫu cho cái phần máy 570 nè. Thì mod mình bấm mod 31 ha, mod 31. Thì ở đây mình đã gài cái cột tần số sẵn rồi. Rồi sửa tần số lại. Sau khi mình nhập dữ liệu mình cũng bấm AC. Bây giờ tính trung bình mẫu nè, ship 1 4 2 là trung bình mẫu, không? 25,68. Rồi độ lệch chuẩn mẫu là ship 1 4 4 độ lệch chuẩn mẫu là 2,4490. Rồi kích thước mẫu ship 1 4 1 kích thước mẫu là 100.